Đang làm gì ạ? Su đang làm gì ạ? Nó thì em đang lau nhà. Nó thì trên hai bên kia kìa. Su đang làm gì ạ Su? Hả? Như Ý đang làm gì ạ? Như Ý ơi, đang làm gì ạ? Chăm chú à? Chăm chú. Em làm gì? Em lau nhà. Nó lớn lên. Em lau nhà. Em lau nhà. Lau nhà mà còn coi coi kiến nữa. Ngồi ngồi xuống lau cho sạch. Lau trong đó kìa, lau trong đây nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống đẩy vô. Ừ đúng rồi vậy đó. Đúng rồi mẹ, thấy không mẹ? Thấy lính con mẹ. Ê, đừng có lau cái tủ. Kêu hai kìa. Trời ơi, cái áo xệ lên xệ xuống thì sao lau nhà được không biết. Ở nhà mà vô phết là sexy quá ha. Đưa chổi cho nó mẹ ơi. Đưa chổi cho nó quét nhà cho bà lau.